xin ja chào bạn hôm nay mình sẽ tháo adapter chuyển từ lightning sang 3.5 thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng mũi hàng để mở cái lớp vỏ bên ngoài ra xong bây giờ chúng ta đã tháo cái lớp vỏ bên ngoài ra rồi thì bên trong có một cái lớp kim loại được bấm chết vào nữa thì uh, chút xíu nữa chúng ta sẽ dùng dũa để dũa phần nó ra chứ không khi nào mà cạy ra được nữa sau khi mài tới lớp bên trong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ giật sắt để mà chúng ta nại cái phần vỏ kim loại đó ra Đây. rất là chắc chắn phải mài phải nại mạnh tay mới được à, sau khi mà mở cái lớp vỏ kim loại bên ngoài ra thì bên trong vẫn còn một lớp cao su nữa cái lớp cao su đặc ôm sát cái bo mạch bên trong bây giờ chúng ta sẽ dùng dao để mà cạo cái lớp cao su đó ra đấy thì bắt đầu là lộ dần cái bo mạch ở bên trong ra xong gần như là toàn bộ bo mạch bên trong đã được lộ ra bên ngoài hết rồi thì ở cả hai mặt của bo mạch đều có những cái chip và tụ điện thì ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái con chip rất là lớn à, ở trên đó thì có một cái chuỗi những cái ký tự ở mặt sau ở mặt sau thì cũng có một con chip và cái con chip bảo vệ màu đen này nó tương tự như là cái con chip bảo vệ trên những cái sợi dây cáp lightning bình thường ở xung quanh nó thì có những cái tụ điện hoặc là điện trở gì đó ở phần tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu mở cái tai nghe cổng lightning đi kèm theo iphone 7 ra cách mở cũng tương tự như vậy chúng ta cũng phải mở lớp cao su bên ngoài ra sau đó là vỡ cái phần kim loại bấm chết sau khi mà đã cạo cái lớp cao su tương tự như là cái cổng chuyển xong bây giờ chúng ta cũng có được một cái con chip rất là lớn kích thước khá là to à, thì chúng ta phải cạo thêm cái lớp kèo ở bên ngoài à, của cái bo mập nữa thì mới thấy được những cái chuỗi ký tự ở bên trong chip đấy đây là thành quả cuối cùng ở phía trên thì các bạn có thể thấy là cáp chuyển từ Lightning ra 3.5. À, cũng có một cái con chip khá là to ở uh, phía trên cái bo mạch thì tương tự như vậy đối với cái tai nghe cổng lightning chúng ta cũng có một cái con chip khá là to gần như là cái chip xử lý của hai tai nghe và và cái đầu chuyển là giống như nhau rồi xin cảm ơn các bạn